xong rồi. Tôi đếm 3, 2, 1, hai người cùng cười nha. Được. 3, 2. Anh ơi. Lại lần nữa. Được, chúng ta lại lần nữa. 3, 2. Anh ơi. Tiểu Bạch, anh đang làm gì vậy? Không phải người ta toàn chụp ảnh kết hôn như vậy hả? Ai nói với anh vậy? 97. Ngô Bạch, anh có biết không? Bây giờ ảnh kết hôn kiểu mới khác với trước đây rồi. Anh phải làm theo vài động tác, đừng có đứng ngay người ra đó. Thiệt không? Anh nghe em đi, anh ở nước ngoài lâu năm, về nước lại bận thi đấu. Anh chắc chắn không biết được xu hướng trào lưu mới nhất rồi. Vậy đi ha, nếu như anh thật sự không có chiêu gì thì anh cứ làm thêm ít động tác như vậy nè. Đúng rồi, anh phải bày tỏ ra tình yêu của anh như vậy nè. Cố lên. Xin lỗi nha. Lại lần nữa đi. Chúng ta lại lần nữa nha. Anh cứ đặt tay ở đây là được rồi. 3, cười đi. Cười đi. 2, 1. Chết rồi. Mình quên nói với Ngô Bạch là ảnh kết hôn kiểu mới phải đến chụp ở tiệm ảnh, không thể nào chụp ở cục dân chính được. Chắc anh ấy biết mà. Không sao đâu hả? Chúng ta cứ vậy là đăng ký xong rồi hả? Phải rồi. Vậy nếu như bây giờ em hối hận thì còn kịp không? Em đừng hòng nha. Đi thôi. iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.